Barca thắng trên sân PSG ở Champions League. Tiền vệ Rafinha lập cú đúp giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3, 2 ở lượt đi tứ kết Champions League. Xavi đã thông báo chia tay Barca hết mùa này và trận cuối cùng của ông có thể là chung kết Champions League. Chiến thắng trên sân Park de Princes giúp họ chỉ cần không thua trên sân nhà Camp Nou ở lượt về để vào bán kết. Trong nhanh đấu chỉ còn Atletico Madrid và Dortmund. Cơ hội để Barca vào chung kết lúc này đã lên tới 44%, chỉ sau Man City, theo Opta. Ngôi sao sáng nhất trận cũng là quả bóng đồng 2023, Kylian Mbappe thẫn thờ sau khi đội nhà thất bại ngay tại Paris. Anh dứt điểm 3 lần và truyền bóng tạo 3 cơ hội cho đồng đội, nhưng không thể ghi bàn hay kiến tạo. Chúng tôi đã phong tỏa Mbappe rất tốt, huấn luyện viên Xavi nói sau trận, và tôi tự hào về đội bóng của mình. Xavi đánh bại thầy cũ Luis Enrique trong cuộc đấu trí, với hai cầu thủ mới 17 tuổi là trung vệ Paul Cubasi và tiền vệ Lamin Yaman. Chính Yaman vẩy má ngoài tạt bóng từ bên phải khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma phải đẩy bóng ra, cho Rafinha đá bổ chân phải về góc cao mở tỷ số cho đội khách. Sau giờ giải lao, PSG chơi hiệu quả hơn và sớm gỡ hòa ở phút 47. Mbappe nỗ lực tạt bóng bên trái, khiến trung vệ Ronald Araujo phải phá ra trong thế bị động. Ausman Dembele đón bóng, đá bồi chân trái về góc cao không cho thủ môn Marc-Andre ter Stegen cơ hội cản phá. Trên khán đài, huấn luyện viên tuyển Pháp Didier Deschamps tỏ ra hài lòng với tình huống này. Chỉ 3 phút sau, PSG ghi bàn thứ hai với đường chọc khe cho Fabian Ruiz cho Vitinha sút chìm chéo góc vào lưới. Phần lớn cầu thủ chủ nhà nhảy qua bảng quảng cáo, đến gần khán đài hơn để chia vui cùng người hâm mộ. Đây mới là ban đầu tiên của tiền vệ Bồ Đào Nha ở Champions League sau 17 trận PSG suýt nâng tỷ số lên 3, một sau đó, khi tiền vệ Bradley Bacola sút từ bên phải cấm địa sượt qua tay thủ môn Stegen và bật chúng xà ngang. 7 phút sau, Barca bất ngờ gỡ hòa khi Pedri treo bóng thẳng vào cấm địa cho Rafinha lao xuống vô lê về góc xa. Tình huống này Pedri đã khựng lại một nhịp để Rafinha chạy xuống sâu hơn nhưng cũng vừa đủ phá bẫy việt vị. Rồi tiền vệ 22 tuổi mới chuyển bóng kiến tạo, chỉ một phút sau khi vào sân qua hơn một tháng dưỡng thương. PSG tiếp tục kém duyên khi pha đem bèo cứa lỏng từ bên trái cấm địa ở phút 75 rồi cột dọc bật ra. Và cũng như tình huống trước đó, chủ nhà thủng lưới ngay sau cơ hội ngon ăn. Tiền vệ UK Gundogan đã phạt góc trái cho trung vệ Andreas Christensen đánh đầu mà không bị ai kèm từ cự ly khoảng 5 mét, ấn định tỷ số. Hàng thủ PSG chỉ có thể tự trách bản thân khi thủng lưới như vậy. Kịch bản trận đấu tại Pháp khá giống đại chiến giữa Real Madrid và Man City một ngày trước đó ở Tây Ban Nha đội khách cũng mở tỷ số, sau đó chủ nhà ghi hai bàn dẫn ngược chóng vánh. Đội khách tiếp tục ghi được hai bàn trong hiệp 2 để dẫn ngược 3, 2, chỉ khác là PSG không thể tìm được bàn gỡ hòa như Real. Loạt trận lượt đi tứ kết Champions League khép lại mà cả 8 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Barca có lợi thế lớn nhất vòng khi họ là đội duy nhất thắng trên sân khách. Nhưng ở lượt về sau đây 6 ngày, huấn luyện viên Xavi sẽ thiếu tiền vệ SRGI Roberto và Christensen vì bị treo giò.